Kênh Lang Thang Muôn Nơi Vlog. Chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin thông tin về dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Vĩnh Long. Từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận thêm 4 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, cộng dồn trong ngày là 7 trường hợp. Cụ thể như sau: 3 trường hợp là F1 đã được cách ly trước đó tại Trung tâm Y tế Nguyễn Nhân Thủ, 1 trường hợp, Trung tâm Y tế Trà Ôn, 1 trường hợp, Trung tâm Y tế Bình Tân là 1 trường hợp. 2 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa ở Tâm Bình. 2 trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tại khu cách ly trường cao đẳng nghề số 9. Từ 0 giờ ngày 5 tháng 9, Vĩnh Long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mức độ cao hơn chỉ thị 15. Chiều ngày 4 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lữ Quang Ngời ký ban hành quyết định số 2353, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với chỉ thị số 15 CTTG. Từ 0 giờ ngày 5 tháng 9 cho đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và đăng ký cho kênh Lang Thang Muôn Nơi nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại sau.